15 năm về trước là câu lạc bộ trường tồn đã ra đời với một cái mong muốn của các anh chị đi trước, của các nhà lãnh đạo cũng như người quan tâm đến các con của FPT, là mình mong muốn rằng là có một câu lạc bộ để quan tâm đến tất cả những đứa con của FPT. Mong các cháu là trong con đường phát triển các cháu sẽ có cơ hội lớn hơn để các cháu có thể gia nhập trở thành những công dân toàn cầu, đỡ vất vả hơn những cái thế hệ đi trước phải ném đá dò đường. Chính vì vậy mà câu lạc bộ đã được hình thành với một cái mong muốn tha thiết rằng con cái người FPT sẽ được trưởng thành một cách mạch lạc về tư duy, mạnh khỏe về mặt tinh thần, và các cháu có một cuộc sống hạnh phúc. Có những bé đã hưởng được những hạnh phúc trọn vẹn, nhưng mà có những bé đang có những cái sự mất mát nhất định. Quay ngược thời gian về 3 năm trước, vào một buổi chiều giáp Tết Nguyên Đán, anh Nguyễn Tiến Danh, phó chánh văn phòng FPT, ghé ngang gia đình một đồng nghiệp và hai cháu nhỏ để xem tình hình chuẩn bị Tết. Bước chân vào, nước mắt anh tự nhiên ứa ra, nghẹn ngào khi hai bé ra chào. Thắp nén nhang cho bố bọn trẻ, gợi nhắc những câu chuyện cũ. Càng nói, càng nghĩ, anh Danh càng trăn trở gắn kết gia đình có người thân mất với đồng nghiệp ở lại trong công ty. Từ đó, chương trình Cùng Bố Mẹ Bên Con ra đời. Cùng Bố Mẹ Bên Con là dự án được Quỹ Trường Tồn FPT và Công đoàn FPT phối hợp triển khai, dành cho con của cán bộ nhân viên FPT không may mất sớm. Con cái của các bạn đó cần có được sự quan tâm của tất cả những người đồng nghiệp của bố mẹ. Nếu mà chúng ta không thể giúp được toàn bộ trong cuộc đời của các cháu, thì tôi nghĩ là trên cái đoạn đường đi của các cháu vẫn có được những sự hỗ trợ về tinh thần. Thì việc đã chăm lo các cháu thì đã thực hiện đến được 3-4 năm nay. Năm nào cũng vào cái dịp 13 tháng 3 thì tôi cùng với các cái bạn đều là đến thăm các cháu. Và năm nay nhân dịp 30 năm, tôi muốn dành tặng các cháu một cái món quà. Đấy là cho tất cả các cháu sẽ tổ chức được một buổi đến thăm cái nơi làm việc của đồng nghiệp của bố mẹ các cháu. Đấy là FPT Singapore. Thì khi nghe đồng nghiệp mình nó hỏi thì mình kể lại là mình được bên công ty, bên chồng cho một chuyến đi này, thì bạn mình sẽ không có tin, đồng nghiệp của mình sẽ không có tin. Nhưng mà khi mà mình nói, mình kể ra sự thật thì người ta nói là công ty là mà quá ưu ái, không tin nổi là công ty mà sao mà nó quá quan tâm khi một người đã mất rồi mà đến bây giờ vẫn còn quan tâm.